Trung đoàn một thời chiến trận. Hồi ký, tác giả Hồ Hữu Lạm, số 9. Ngày 15 tháng 6, đại đội 1, tiểu đoàn 7 tiêu diệt đại đội dù mới đổ xuống điểm cao 903. Chúng bỏ chạy về động Chuối, bãi Chuối. Ngày 17 tháng 5, đại đội 2 đánh địch ở Yên Ngựa và điểm cao 916. Trận này, tiểu đoàn 8 và tiểu đoàn 7 phối hợp với chốt đánh xuống. Đại đội 2 đánh cắt ngang sườn đại đội dù Mỹ, chiếm lại toàn bộ điểm cao 916, nối liền điểm cao 903. Phía tây nam A Bia, bãi Chuối, tiểu đoàn 7 dùng hỏa lực cối 82 ly B-40, B-41 cùng đại đội 3, tiểu đoàn 7 tập kích đánh thiệt hại rất nặng một đại đội và sở chỉ huy tiểu đoàn dù Mỹ. Sáng ngày 18 tháng 5, tiểu đoàn trưởng Tăng Văn Miêu, tiểu đoàn phó Đinh Xuân Bài, đồng chí Ấn, trợ lý tác chiến quê Hải Phòng, cùng hai trinh sát liên lạc là Phạm Huỳnh Công, quê Thái Bình, và đồng chí Bát, quê Thanh Hóa, từ điểm cao 916 băng qua đỉnh đồi Yên Ngựa, hợp quân với tiểu đoàn 8. Lúc này, tiểu đoàn 8 sau nhiều ngày giữ chốt, lực lượng vơi đi khá nhiều. Đại đội 7 còn chính trị viên Phan Đân, đồng chí Hải và một số cán bộ, chiến sĩ gặp nhau mừng vui khôn tả, nước mắt lưng tròng. Trên hướng tiểu đoàn 9 chấp hành mệnh lệnh và kế hoạch của trung đoàn, tiểu đoàn 9 sau khi diệt đại đội Mỹ ở mỏm Bắc Chenit rồi phát triển tấn công tiểu đoàn Mỹ và tiểu đoàn Ngụy ở nam dãy Chenit và Padu, các lực lượng trực thuộc trung đoàn, công binh, pháo binh liên tục đánh nhỏ tiêu hao sinh lực địch trên đường 14A lưới. Sư đoàn dù 101 bị đánh đau cả trước và sau, không thể ứng cứu cho nhau được. Phối hợp với mặt trận A Bia, đặc công quân khu tập kích địch ở Động Chanh, phong trào cơ sở ở Đồng Bằng đã bắt đầu hoạt động. Thế ba vùng bắt đầu được nhen nhóm trở lại. Thực sự thất bại và sự ác liệt của lính Mỹ ở A Bia đã gây tâm lý khiếp đảm cho binh lính và sĩ quan Mỹ qua những bức thư gửi về quê. Các bạn không thể không đọc những dòng này. Tôi viết nó trong hoàn cảnh rất vội vã, ác liệt. Tôi nhìn thấy cái chết đang đến với mọi người trên ngọn đồi. Và một sĩ quan khác viết: có một quy luật nghiệt ngã như một định mệnh không thể tránh được trong trận chiến này. Đó là sự tan rã, thiệt hại nặng và thay thế liên tục của các đại đội bộ binh. A Bia là một ngọn đồi chúng tôi, Mỹ, quyết định đánh chiếm mà không chiếm được, khác với Khe Xanh, đó là căn cứ Tà Cơn, chúng tôi quyết giữ mà phải tháo chạy. Tất cả những điều trên đã nói lên trận chiến đấu vô cùng ác liệt đối với lính dù Mỹ. Nó đã lao vào động A Bia như những con thiêu thân để chuốc lấy thảm bại. A Bia đã trở thành đồi thịt băm lính dù Mỹ. Dù có những tiếng nói từ Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đòi phải dừng ngay cuộc chiến vô nghĩa, tướng tá Mỹ đưa lính Mỹ lên chết tại rừng núi Việt Nam là vô trách nhiệm. Sự rung động Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đã khẳng định chiến thắng A Bia của Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong thời điểm cơ sở gặp khó khăn đã được giải tỏa, xây dựng lòng tin cho quần chúng ở Đồng Bằng, Sư đoàn dù 101 bị thiệt hại rất nặng, bị diệt 11 đại đội với 1.600 quân trong một thời gian rất ngắn, chưa đầy 10 ngày, từ ngày mùng 10 đến ngày 18 tháng 5. Trong đó, Sư đoàn dù 101 thiệt hại nặng 5 tiểu đoàn và 2 tiểu đoàn ngụy, 24 khẩu pháo bị phá hủy, 37 trực thăng và máy bay phản lực bị hạ, là một đòn đau buộc chúng phải rút khỏi động A Bia. Tư lệnh Sư đoàn dù 101 Mỹ Menvin Zait bị cách chức. Về trận A Bia, theo cuốn Hamburger Hill do nhà xuất bản Ballantine Book ở New York, Hoa Kỳ có viết: tranh cãi về trận Hamburger Hill,
đồi thịt băm, đã dẫn đến một đánh giá lại chiến lược của Mỹ ở miền Nam Việt Nam như một kết quả trực tiếp để giữ thương vong không cao quá mức. Tướng Abraham ngừng cuốn sách Áp lực tối đa chống lại quân giải phóng, trong khi Tổng thống Nixon đẩy mạnh thực hiện chiến lược mới là Việt Nam hóa chiến tranh và tuyên bố đợt rút quân viễn chinh đầu tiên. Mặc dù trận đánh chỉ thiệt hại ở mức tiểu đoàn, song nó đã trở thành một bước ngoặt chiến tranh Việt Nam. Tiểu đoàn 8 được lệnh rút về phía sau củng cố. Trong đêm rút quân, Mỹ đánh bom tọa độ vào dốc sườn 916. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, chính trị viên phó tiểu đoàn 8 quê Ninh Bình, hy sinh, đã để lại niềm thương tiếc rất lớn cho tiểu đoàn và trung đoàn 3. Tiếp theo chiến dịch A Bia, tiểu đoàn 7 và 9 truy kích địch rút chạy, làm chủ vùng rừng núi A Bia. Sư đoàn dù 101 Mỹ không đạt được mục đích quét Việt Cộng sang bên kia biên giới Lào-Việt. Quốc hội Mỹ lên án nhà cầm quyền Mỹ đưa quân đi chết ở núi rừng Việt Nam. Tướng Abraham phải đưa bộ binh và xe tăng ra lấp chỗ trống. Chúng chiếm Tà Bạt và làm đường lên đỉnh A Bia. Trung đoàn 3 được lệnh rút ra củng cố. Từ tháng 7 năm 1969, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 vào thay Trung đoàn 3 tiếp tục đánh Mỹ ở khu vực động A Bia. Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 3 do đồng chí Tăng Văn Miêu chỉ huy phối hợp với Trung đoàn 1 đã lợi dụng địa hình rừng núi, những trận mưa rào triền miên để tổ chức đánh tập kích, tiêu diệt một đại đội lính dù Mỹ khoảng cuối tháng 7. Thám báo địch đã lần theo đường dây điện thoại của ta kết hợp với các phương tiện kỹ thuật. Chúng phát hiện vị trí chỉ huy tiểu đoàn 7 ở phía tây điểm cao 903 gần sông Đáp Lìn. Chúng tập trung phi pháo, trực thăng, đổ bom đạn xuống khu vực vị trí chỉ huy. Một số chiến sĩ trinh sát, thông tin của tiểu đoàn hy sinh, trong đó có đồng chí Mạc, quê Phú Thọ. Nắm được ý đồ của địch, ngay trong đêm 26 tháng 7, đồng chí Miêu rời vị trí chỉ huy sang khu vực khác. Nơi này có hầm hố kiên cố của trạm giao liên và đại đội 1 của tiểu đoàn đang chốt giữ. Mờ sáng, cán bộ, chiến sĩ vừa đặt ba lô tháo quốc sẻng, củng cố hầm hào trận địa, thì nhận được tin, đài kỹ thuật của ta cho biết địch sẽ tấn công vị trí chỉ huy tiểu đoàn. Khoảng 9 giờ ngày 27 tháng 7, địch lần theo dấu vết chuyển quân của ta, chia làm hai mũi, một mũi đánh vào đại đội 1, một mũi đánh vào khu tiểu đoàn bộ. Tiểu đội trinh sát, liên lạc, thông tin, súng đạn sẵn sàng, chờ địch đến thật gần mới nổ súng, ném lựu đạn. Nhiều tên địch bị diệt trước trận địa, chúng kêu la hô nhau kéo xác, át cả tiếng trực thăng. Địch tập trung tấn công suốt 2 ngày liên tiếp, đến ngày thứ 3, chúng chỉ dùng phi pháo và trực thăng bắn rocket. Tiểu đoàn bộ có 2 chiến sĩ trinh sát hy sinh, có đồng chí Hoàn, quê Hải Phòng, đồng chí liên lạc Phạm Huỳnh Công, quê Thái Bình, bị thương. Đại đội 1 bị hy sinh 3 đồng chí, phía địch bị tiêu diệt gần 2 trung đội. Do thất bại quá nặng nề, cuộc hành quân lần thứ 2 lên A Bia của Mỹ đã không thực hiện được. Đại tá, lữ đoàn trưởng, lữ đoàn 3 dù Mỹ Laren Somori bị trọng thương. Chiến thuật dùng xe tăng tấn công chiếm đỉnh A Bia của tướng Abraham thất bại. Đến tháng 8 năm 1969, tiểu đoàn 7, trung đoàn 3 và trung đoàn 1 vẫn giữ vững các điểm cao 903, 916 và 999 đỉnh A Bia. Phóng viên thông tấn xã Giải Phóng Trần Doãn Yến gặp chiến sĩ tiểu đoàn 7 trên trận địa, được nghe chiến sĩ ngâm thơ: Ta lên đến cổng nhà trời, Tề Thiên Đại Thánh đang ngồi vuốt râu, hỏi rằng các chú đi đâu? Chúng tôi đánh Mỹ, túm đầu thiệu hương. Với trung đoàn 3, chiến thắng A Bia là một trong những mốc son chói lọi, góp phần tô đậm thêm lịch sử sư đoàn ngay từ thời kỳ đầu tái lập. Với những thành tích đạt được trong năm 1969, trung đoàn 3 được tặng thưởng huân chương chiến công giải phóng hạng nhất. Tiểu đoàn 7 và 8 được tặng thưởng huân chương chiến công giải phóng hạng 2.
ngày 12 tháng 8 năm 1969, Đảng ủy Trung đoàn họp tổng kết đợt chiến đấu A Bia, đồng chí Hồ Tú Nam, Thanh Quảng, Ủy viên Thường vụ Quân khu ủy, Phó Chính ủy Quân khu Trị Thiên và đồng chí Trần Văn Ân, Bí thư Đảng ủy Sư đoàn đến dự. Hội nghị đánh giá chiến thắng A Bia đạt hiệu suất chiến đấu cao, diệt nhiều sinh lực địch, chủ yếu là Mỹ. Đây là chiến công nổi bật của sư đoàn trong đánh Mỹ từ khi vào chiến trường 1966 đến 1969, làm rung chuyển Lầu Năm Góc. Uy thế của sư đoàn dù Mỹ bị đẩy lùi một bước. Với sư đoàn 324, những kết quả thu được trong trận đánh A Bia và đợt hoạt động phản công của sư đoàn 324 ở vùng thung lũng A Lưới, Ripcop 935 Cốc Bai, đã cổ vũ và thúc đẩy phong trào đánh phá Bình Định đang phát triển ở các địa phương. Chiến thắng A Bia đi vào lịch sử truyền thống đầu tiên của sư đoàn 324 kể từ ngày được tái lập lại, là mốc mở đầu cho giai đoạn khôi phục lại thế trận xuống đồng bằng, lập lại thế ba vùng chiến lược sau Tết Mậu Thân 1968. Tháng 9 năm 1969, trung đoàn rút quân ra động Cao Bồi củng cố. Chúng tôi đau buồn nhận tin Bác Hồ qua đời. Đơn vị tổ chức làm lễ truy điệu Bác, đeo băng tang, học tập di chúc của Người. Trung đoàn tổ chức đợt sinh hoạt tư tưởng, toàn thể cán bộ và chiến sĩ giữ vững lòng tin, xây dựng quyết tâm chiến đấu, giải phóng miền Nam, đền đáp công ơn Bác, thực hiện lời căn dặn của Người trước lúc đi xa. Tháng 11 năm 1969, trung đoàn chuyển quân về động Cô Trang, Phu Rích. Tiết trời khô ráo, rừng cây cao xanh, tán lá che phủ kín, suốt ngày không có ánh nắng, hầm thùng để ngủ bên cạnh hầm chữ A, tránh bom pháo. Mức sống của cán bộ và chiến sĩ, ngày 4 lạng gạo, phải chia làm 3 bữa ăn, với muối và rau rừng. Mọi người nói, tư lệnh chiến trường lúc này là gạo muối, không có gạo thì không tư lệnh nào ra lệnh chiến đấu được. Cảnh sống gian khổ, khó khăn hồi đó, công binh và pháo binh là đồng hương, gọi là chủ nhiệm công pháo. Đồng chí Nguyễn Tấn Răng làm chủ nhiệm pháo binh, có đồng chí trợ lý Đậu Đức Đặng, quê xã Mai Hùng, Quỳnh Lưu, Nghệ An, đồng hương với tôi, chủ nhiệm công binh quê xã Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Đồng chí Nguyễn Phương Đông là trợ lý. Bốn anh em ở chung một hầm, thật đúng là đói rét sống chết có nhau. Còn nhớ tháng 5 năm 1969, khi đánh địch ở A Bia, chúng tôi nằm trong hầm thùng bảy anh em. Tôi được ưu tiên mắc võng phía trên, anh em trải lá nằm dưới đất. Về sau, đồng chí Chánh, đại úy người miền Nam đến ngủ, tôi nhường võng cho anh Chánh. Anh lớn tuổi và quân hàm cao hơn là chủ nhiệm quân báo sư đoàn. Tôi nằm xen với anh em công binh và quân lực, kể chuyện tiếu lâm, vui vẻ một lúc rồi ngủ luôn. Gần sáng, một quả pháo nổ đoàng trên ngọn cây, mảnh pháo phập xuống hầm, cắt một bên hông anh Chánh, đi xuống mông đồng chí Nguyễn Thanh Trương, quê Cẩm Huy, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Vết thương vào sát xương chậu. Vô tình anh Chánh đã cứu tôi, anh hy sinh để tôi sống chiến đấu. Đây là một kỷ niệm đau buồn tôi không thể nào quên. Nhắc đến anh là tôi đã thắp nén hương lòng trong suốt cả cuộc đời. Đồng chí Trương bị thương, ra Bắc điều trị và mang thương tật trên mình không vào được chiến trường nữa. Anh đi học Đại học Kinh tế Kế hoạch. Nguyễn Tấn Răng, quê Nam Bộ, Hồ Hữu Lạn, quê Nghệ An, cùng bên nhau chiến đấu trong cơ quan Trung đoàn 3 nhiều năm kể từ năm 1965. Răng, đại đội phó cối 82, Lạn, đại đội phó công binh. Hai người cùng về Trung đoàn bộ, Răng trợ lý pháo binh với chủ nhiệm Thanh, Lạn trợ lý công binh cho đồng chí Phùng Tư, Tư Ruốc, anh không ăn ruốc hôi, quê ở Lập Thạch, Vĩnh Phú. Hai người cùng lên chủ nhiệm binh chủng của cơ quan Trung đoàn 3, sư đoàn 324, ăn nằm với nhau một hầm, thuộc hết tính tình và sở thích của nhau. Anh Răng nhát gái, gần 30 tuổi rồi mà có cô nào đến gần là bỏ đi, ngoài 30 tuổi mới lấy vợ. Sau chiến dịch, đánh bại cuộc hành quân Lam Sơn 719 của địch ở Nam Lào, anh Răng đi học,
tôi lên tham mưu phó trung đoàn. Từ đó chúng tôi xa nhau. Quả đất xoay tròn, năm 1978, chúng tôi gặp nhau 2 năm đi học tại Học viện Quân sự cao cấp, nay là Học viện Quốc phòng ở Hà Nội. Anh nghỉ hưu ở thành phố Vĩnh Long. Cuối năm 1969 và đầu năm 1970, địa bàn quân khu Trị Thiên bị địch đánh phá ác liệt, đói cơm nhạt muối. Lúc đó, giá trị cân muối bằng vạn cân đường. Đêm nào bốn anh công pháo cũng nấu một nồi xoong cháo môn thục xóa đói. Các đồng chí trợ lý tác chiến, công binh, pháo binh trên quân khu xuống, ai cũng thích sống cùng hầm với anh em chúng tôi, tình cảm đầm ấm như gia đình. Các anh đến chúng tôi rất mừng. Ngoài hướng dẫn về chuyên môn, kinh nghiệm chiến đấu, cái thiết thực là các anh có muối, mì chính cũng nêm vào nồi cháo ăn cho ấm dạ. Chúng tôi đi công tác, xin binh trạm và đơn vị được ít gạo đổ chung cải thiện. Tôi còn nhớ đồng chí Xuân Trường, trợ lý pháo binh quân khu, nói các anh đi nhẹ về nặng. Chúng tôi vui vẻ cùng cười và có bữa cơm cải thiện ấm dạ hơn. Đồng chí Xuân Trường sau này về làm giáo viên Học viện Quân sự cấp cao, anh dạy chúng tôi khoa mục pháo binh. Gặp nhau, lạng răng Trường ôn chuyện đi nhẹ về nặng, đượm nồng tình cảm thầy trò không bao giờ quên được. Một con người, người anh, người chỉ huy không bao giờ mờ đi trong ký ức tôi, đó là đồng chí Nguyễn Hoán, quê Cẩm Thăng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Từng sống gần anh năm 1966, khi tôi là thiếu úy, trợ lý công binh, anh là tham mưu trưởng trung đoàn. Anh là biểu tượng của một người sống tình cảm, gần gũi cấp dưới, chăm lo cuộc sống và chiến đấu của cơ quan, các đơn vị trực thuộc, nhất là trinh sát, thông tin và công binh. Trong cuộc chiến đấu rất ác liệt, anh tâm sự, mỗi chúng ta có thể phải hy sinh. Nếu mình hy sinh, các cậu còn phải đến nhà thăm và chia sẻ với vợ con mình. Và ngược lại, mình cũng có trách nhiệm về điều đó với gia đình các cậu. Cách đặt vấn đề thật thấm đậm tình cảm đồng đội trong chiến tranh. Sau khi đi dự họp ở quân khu về, anh được bổ nhiệm làm trung đoàn trưởng thay anh Ma Vĩnh Lan vào cuối năm 1969. Anh Lan sau này là đại tá, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Thái, rồi tham mưu phó quân khu 1. Trong lần đi nghiên cứu địa hình dọc đường 12 đoạn Tà Lương, A Cò, trời đang mưa mù, bất ngờ hửng sáng. Trực thăng cán gáo UTT rà sát đường phát hiện chúng bắn làm anh và đồng chí công vụ Nguyễn Văn Thông hy sinh. Chiến sĩ trinh sát Bùi Công Nam, quê Nam Sách, Hải Dương bị thương. Khi trực thăng UTT rà sát định bắt sống, Nam đã dồn sức bắn một loạt AK làm chiếc máy bay bốc cháy lao xuống động A Vó. Đoàn cán bộ vượt trước quay lại cứu anh Nam, mai táng anh Hoán và anh Thông công vụ. Năm 1996, khi tôi làm phó tham mưu trưởng quân khu 4, chuyến đi công tác Hà Tĩnh, mới vào nhà chị Phan Thị Lan, vợ anh Hoán ở thị xã Hà Tĩnh, thăm và chia sẻ câu chuyện với chị Lan. Toàn đơn vị thương tiếc đồng chí trung đoàn trưởng, nhiều đồng chí có cả tôi cùng khóc anh. Mọi người nhắc mãi con người nhân ái dũng cảm, sống khiêm nhường với mọi người trong đơn vị. Cuối năm 1969, đồng chí Trần Duy Thị là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3 đặc công cùng quê Cẩm Hòa, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh về làm trung đoàn trưởng, nhưng sau đó bị đau gan, phải đi điều trị. Đầu năm 1970, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, quê Hải Phòng, là phó phòng tác chiến quân khu, được phái về phụ trách trung đoàn trưởng. Đồng chí Lê Văn Dánh là chính ủy. Năm 1970, trong đội hình sư đoàn 324, trung đoàn 3 lập nhiều thành tích mới với chiến công diệt Mỹ ở cao điểm 935, đuổi Ngụy trên động Cốc Bai, nối thế ba vùng. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.